Xin chào tất cả các con. Rất vui khi ngày hôm nay được đồng hành cùng các bậc phụ huynh trong một hoạt động mới. Các con yêu quý, không khí cùng mùa xuân đã tràn ngập khắp muôn nơi. Mùa xuân đang gõ cửa từng nhà và mang bao niềm vui, hạnh phúc cho mọi người. Mùa xuân đến còn mang đến một ngày đặc biệt. Các con có đoán được đó là ngày gì không? Đó chính là ngày Tết Nguyên Đán, hay còn gọi là ngày Tết cổ truyền của dân tộc đấy. Vậy chúng mình đã biết gì về ngày Tết cổ truyền của dân tộc nhỉ? Trong video ngày hôm nay, xin hướng dẫn các bậc phụ huynh cách trò chuyện giúp các con tìm hiểu về những đặc trưng của ngày Tết Nguyên Đán, ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Để thực hiện được hoạt động này, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị một số hình ảnh về ngày Tết Nguyên Đán. Các bậc phụ huynh có thể tìm kiếm trên các trang mạng để cho trẻ quan sát và trò chuyện cùng các con. Con có biết những hoạt động gì chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên Đán không? Để chuẩn bị đón Tết, mỗi nhà, mỗi gia đình đều phải làm một số công việc như dọn dẹp trang trí nhà cửa, bày mâm ngũ quả gồm một số loại quả để bày ban thờ ngày Tết, gói bánh chưng, bánh tét, đó là hai loại bánh đặc trưng của Tết Nguyên Đán. Miền Bắc thì gói bánh chưng, miền Nam thì gói bánh tét. Hai loại bánh này đều được làm từ gạo nếp, thịt, đỗ xanh, lá dong và lạt đấy. Mọi nhà, mọi người sẽ đi mua sắm. Bố mẹ sẽ mua quần áo mới cho các con để mặc đi chúc Tết. Mua sắm bánh kẹo, mứt Tết để mời khách đến ăn trong ngày Tết. Và mua lễ để đi chúc Tết mọi người. Bên cạnh đó, mọi người còn đi chợ hoa để mua hoa về trang trí ngày Tết. Mùa xuân đến, trăm hoa đua nở. Nhưng có hai loài hoa đặc trưng của Tết và mùa xuân. Đó chính là hoa đào ở miền Bắc, hoa mai ở miền Nam. Và ngoài ra còn có cây quất, cũng là một loại cây mà nhiều gia đình thường trang trí vào ngày Tết. Bé có biết những hoạt động gì diễn ra trong ngày Tết không? Năm mới được bắt đầu từ đêm giao thừa, thường có hoạt động bắn pháo hoa để chào đón năm mới. Ngày đầu tiên của năm, các thành viên trong gia đình sẽ quây quần bên nhau, ăn bữa cơm đoàn viên. Trong bữa cơm ngày Tết có một số món ăn như giò, thịt gà, nem, thịt đông, hành muối, canh hay bánh chưng và nhiều món ăn khác. Sau bữa cơm, các thành viên trong gia đình sẽ thay những bộ quần áo đẹp để đi chúc Tết ông bà, cha mẹ, người thân và họ hàng. Mọi người chúc nhau những điều tốt đẹp nhất cho năm mới như chúc sức khỏe, chúc bình an, chúc làm ăn phát tài phát lộc. Các con hãy chuẩn bị những lời chúc tốt đẹp nhất để chúc ông bà, bố mẹ, anh chị và người thân nhé. Mọi người sẽ lì xì mừng tuổi mới cho nhau. Đặc biệt là các con sẽ được nhận nhiều lì xì từ người lớn. Các con nhớ nhận lì xì bằng hai tay và nói lời cảm ơn nhé. Trong những ngày Tết, nhiều người, nhiều gia đình sẽ đi lễ chùa đầu năm để cầu sức khỏe, cầu bình an, cầu năm mới tài lộc cho tất cả mọi người. Thưa các bậc phụ huynh, qua những hướng dẫn trong video ngày hôm nay sẽ giúp các bậc phụ huynh có những gợi ý để trò chuyện với trẻ, giúp trẻ có thêm những hiểu biết về ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Qua đó, giáo dục trẻ biết cùng ông bà, bố mẹ trang trí chuẩn bị đón Tết, giáo dục các con tình yêu quê hương đất nước, yêu những phong tục tập quán của đất nước Việt Nam. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đang đến, xuân đang về, xin kính chúc các bậc phụ huynh thật nhiều sức khỏe, có năm mới an khang hạnh phúc. Chúc các con thêm tuổi mới, chăm ngoan hơn, học giỏi hơn và luôn luôn mạnh khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Chạy tung tăng vui pháo xuân, ngày Tết đến ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui. Dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Tết 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 đến rồi, Tết Tết.
mọi người.